này đó chính là Yamaha Grande. Xin mời ạ. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta cùng với nữ hoàng Sataga tiếp nhận thương hiệu số 1 Việt Nam Yamaha Grande. Mọi người có muốn giữ hai cô gái này lại đây lâu hơn chút xíu nữa không ạ? Có muốn trò chuyện cùng với họ không ạ? Thì ngay bây giờ xin mời Kiều Vu cùng với lại tự nhiên Lan Ngọc sẽ cùng quay trở lại phía dưới đây để cùng trò chuyện với chúng ta. Dạ rồi, thì xin mời Lan Ngọc cùng với lại Kiều Vu sẽ tiến gần lên đây để chúng ta có thể đứng gần hơn với tất cả mọi người. Dạ rồi, chắc là đầu tiên cho phép wow, hồi hộp quá. Mình đang có tay cho Bảo mới hồi hộp được không ạ? Dạ rồi, chắc là mở đầu cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì mời Lan Ngọc cũng như là mời Chi Phu sẽ có những trò chuyện với tất cả mọi người. Đặc biệt là các đầu tiên cho cô xin gửi trái tim thương nhất đến tất cả quý vị khách mời, ban lãnh đạo của Yamaha cũng như tất cả các bạn trẻ, tất cả những khán giả đang có mặt tại sân khấu này ngày hôm nay ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin chào tất cả mọi người một lần nữa, và cũng rất là cảm ơn Chi Phu cũng như là Đức Kiên Lan đã dành thời gian quý báu để cùng đến với cái sự kiện rất là đặc biệt để mà chúng ta cùng nhau mừng cái sự kiện đó chính là Yamaha Grande đã trở thành nữ hoàng Sataga số 1 tại Việt Nam để tiết kiệm nhiên liệu. Thì hôm nay chúng ta ở đây sẽ không chỉ nói chuyện về các phương tiện di chuyển mà chúng ta sẽ nói chuyện về cuộc sống, đặc biệt là về những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các chị em phụ nữ trong suốt thời gian vừa qua. Thế thì chắc là cho phép bạn hỏi được hỏi Chi Phu trước nhỉ? Trong một cái thế giới giải trí mà mỗi ngày chúng ta gần như là đều sẽ có rất là nhiều những tài năng khác xuất hiện, vậy thì điều gì để chúng ta có thể khẳng định bản thân mình và đặc biệt là Chi Phu có thể ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong cuộc sự nghiệp của mình? Cũng như mọi người biết, có thể trên thế giới giải trí thì có rất nhiều tài năng, có rất nhiều bông hoa xinh đẹp. Và bản thân chị cũng cảm thấy mình rất là may mắn khi mà chắc chắn là sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để có được một chỗ là vững chắc trong giới giải trí, đúng không ạ? Nhưng mà có một điều may mắn là chính là vẫn luôn có những khán giả rất là yêu thương mình và rất là ủng hộ mình. Và có một điều tới tận thời điểm hiện tại mà chị cảm thấy hoàn toàn không sai, đó chính là luôn thử thách bản thân mình nhiều hơn, luôn làm mới bản thân mình nhiều hơn, cũng giống như ý nghĩa của chiến dịch Nimi Discover của Yamaha Motor Việt Nam, đó chính là luôn khám phá chất riêng của chính mình để không bao giờ dừng bước cả. Và sau đó chúng ta biết đâu có một ngày chúng ta sẽ tìm thấy được một phiên bản mới hơn, cá tính hơn, năng động hơn, trẻ trung hơn của chúng mình. Chắc chắn là đâu mà một ngày có tay là Chi Phu đi à. Mỗi ngày chúng ta đều sẽ cùng nhau cố gắng nỗ lực hơn nữa để phát triển mình và khẳng định mình. Điều đó cũng rất là đúng với Lan Ngọc. Năm nay chắc là tròn 10 năm kể từ là đầu tiên tấn công với tài vô mà một cái cột mốc rất là tuyệt vời đối với lại Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng mà mình có thể nào mà tháng 10 năm rồi mà mình tập hết tuổi. Mà đó cũng cái hành trình mà Ngọc biết không? Để có được ngày hôm nay chúng ta là sửa được rất là nhiều của Ngọc. Và ngày hôm nay Ngọc đang đứng ở vị trí này là một cái điều rất xứng đáng với những nỗ lực mà Ngọc đã bỏ ra. Vậy thì với một người mà có thể nói là nguồn cảm hứng dành cho rất nhiều những phụ nữ trẻ ở ngoài kia, thì Ngọc có thể chia sẻ rằng là bí quyết gì để giúp cho chúng ta sẽ có thể luôn tìm được cái niềm vui trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình và ngày càng rực rỡ hơn nữa? Thật ra thì đó là một bí quyết thì chắc có thể là ai trong mình cũng có một ý thức riêng đó, nhưng mà đối với Ngọc thì Ngọc học hỏi từ người chị đi trước của mình, đó chính là chị Ngô Thanh Vân. Chị luôn dạy cho Ngọc đó là luôn phải tiếp cho mình những cái nguồn năng lượng tích cực nhất để cho cuộc sống của mình lúc nào cũng phải tươi, cũng phải vui, thì chắc chắn mình làm bất cứ gì cũng không bao giờ nản chí, và đặc biệt hơn đó là yêu thương bản thân của mình. Hồi trước đó, thật ra mà nói là tại sao luôn mình nghĩ là 10 năm trước của Ngọc có một cái Ngọc già hơn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ thì trẻ trung vui tươi, buồn đi dí dặn hơn một 10 năm trước. Mình suốt ngày mình phải đau đớn về cái tương lai, về cái nguyện vọng, về những ước mơ của mình làm sao mình đạt
khi mà mình bắt tay vào mình cố gắng nỗ lực hết sức mình thì chắc chắn những cái gì mà mình đã trải qua nó sẽ mỉm cười và còn có một địa chỉ ngày hôm nay, và đặc biệt hơn là tình yêu thương của tất cả khán giả dành cho Ngọc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người đồng ý với điều Lan Ngọc thì đó là hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn và hãy tận hưởng mỗi phút giây cuộc sống. Thì chào mừng chào tay được nữa được không ạ? Lan Ngọc thực tế có một cái điều chia sẻ rất là vui ở trên trang web của Yamaha Motor Việt Nam, đó chính là Lan Ngọc có một cái nét rất là đặc trưng và có một cái sự tương đồng cũng có là Yamaha branding. Vậy thì theo Ngọc đó là gì, Ngọc có đồng ý gì đó? Nhưng mọi người đang thấy là trước mặt của mình cũng đang thấy một chiếc Yamaha Rende rồi, mọi người có thể thấy là thiết kế của nó là theo phong cách châu Âu nên nhìn rất là sang trọng đúng không? Và đặc biệt hơn là chiếc xe này rất là dễ thương, dễ mến, nhìn giống như là ngọc vậy đó. Nên mọi người có thấy vậy không ạ? Rất là dễ thương, dễ gần, dễ mến, nên nhìn là cái là muốn mua ngay. Nếu như có ai muốn đem về vui thì nhớ nói học nha. Rất là sang trọng, đẹp đẽ, yêu kiều ở bên ngoài và rất là bền bỉ, mạnh mẽ bên trong đúng không? Đó chính là Lan Ngọc. Thế còn đối với chị Phương thì sao? Chị Phương sẽ thấy là mình có một cái sự tương đồng nào đó với dòng xe nào của Yamaha không? Đối với các bạn chị thì cho Yamaha có rất nhiều các dòng xe, nhiều một dòng xe mà chị cảm thấy yêu thích nhất và đã từng được chạy thử, xài thử chính là Genus. Cũng là dòng mà chị làm đại sứ luôn đó. Với xe Genus thì thực sự là với thiết kế này rất là cá tính, rất là thời trang, giống như chi vậy đó. Thì đây là một dòng xe mà chi cực kỳ ưa chuộng, và bên cạnh đó thì nó còn tiết kiệm nhiên liệu này, giá thành rất là phải chăng này, và đặc biệt là với cái thiết kế phải gọi là tuyệt tình, rất là cá tính, phù hợp với tất cả những các chàng trai cũng như là những cô nào mà cá tính và yêu thời trang. Chắc chắn rồi, đối với Lan Ngọc cũng chính là Yamaha Rende, đối với Chi Phương sẽ là dòng xe Genus, đúng không ạ? Một cái sự kết hợp không thể nào mà là hoàn hảo hơn trong mắt của tất cả chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay sẵn tiện ở đây, trong cái lúc mà chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là đến với ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 rồi, thì cho phép Hoàng Bảo được hỏi hai người là chúng mình có tóc ý kiến cho Bảo đối với cánh mày rong. Thì bây giờ nếu như mình muốn mua một cái món quà đó mình tặng cho người yêu của mình, người chị hoặc là người mẹ của mình trong cái ngày đặc biệt này, thì mình nên chọn cái món quà như thế nào là hợp lý? Thực ra quà 20 tháng 10 thì rất là nhiều kiểu, tùy vào cái người phụ nữ mà mình đang muốn lấy lòng, là gu họ sẽ thích cái gì và họ đang cần gì trong thời điểm đó. Ví dụ như bản thân chị thì chị nghĩ rằng là với những người phụ nữ của mình thì nên dành nhiều cái sự quan tâm chăm sóc dành cho họ, đặc biệt là trong các tất cả cái dịp này thì mình đi làm rất là nhiều, mình rất là bận bịu, đôi khi là mình không có thời gian để chăm sóc cho người phụ nữ của mình. Thì với cái ngày đặc biệt này thì chị nghĩ rằng là một bữa cơm do Bảo tự nấu chẳng hạn, hoặc là một chuyến du lịch bất ngờ, hay là dành nhiều thời gian cho họ vào cái ngày đó, chị nghĩ là một cái món quà rất là ý nghĩa. Cảm ơn chị Bung. Bảo sẽ nghĩ đến cái chuyện đi du lịch, chứ còn chuyện nấu ăn thì chắc là để làm sao để mình học có tốt hơn. Chứ còn Lan Ngọc thì sao? Ngọc thì Ngọc nghĩ là thật ra là đối với phụ nữ cũng có đòi hỏi cái chuyện cho phụ nữ là người mà đơn giản nhất luôn, đúng không ạ? Phụ nữ thì mình là chưa bao giờ đặt ra những cái đòi hỏi gì hết á, không có bao giờ bắt đàn ông mà phải hiểu đến ngày 20 tháng 10 là phải tặng cái gì vậy luôn. Phụ nữ dễ lắm, thật. Ngọc nghĩ một món quà đơn giản nhất thôi, chiếc Rende đằng trước cho mẹ đó. Dạ, mấy anh có thể nghĩ tới mình mua cho mẹ mình nè, em mình nè, chị mình hoặc là người yêu mình cũng thường rất là đơn giản, sang trọng, tinh tế. Đây là một cái món quà mà phải nói là hoàn hảo nhất luôn á, mặc dù là cho dù mình không có bên cạnh nhưng mà người ấy gặp cái xe như là gặp mình vậy đó. Đúng rồi, nhớ tới. Nói chung là phụ nữ rất là đơn giản, không có gì nhiều mấy đâu mà. Cái xe này thôi cũng được. Cái xe này thôi, nhưng mà nếu như mua cho người yêu mà không mua cho mẹ cũng không được, đúng không? Thì đó là mua một loạt đi, là còn có giảm giá nữa, cho mấy hàng giảm giá được đâu. Dạ rồi, rất là cảm ơn chị Ngọc Ý, rất là dễ thương và chân thành đến từ Kim Lan Ngọc cũng như là Chi Phương. Chúng tôi sẵn tiện ở đây và Chi Phương Lan Ngọc sẽ có một cái lời chúc nào đó dành cho tất cả các chị em phụ nữ nhân ngày phụ nữ 20 tháng 10 được không ạ? Xin mời Lan Ngọc. Ngọc thì Ngọc sẽ luôn luôn chúc cho các chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn yêu đời, sức khỏe, muốn cái gì được đó, và đặc biệt hơn là lúc nào cũng
luôn luôn cầu chúc cho tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta. Chắc chắn là ngày 20 tháng 10 là một ngày rất là đặc biệt với tất cả chị em phụ nữ chúng ta. Nghĩa là 365 ngày thì lúc nào tất nhiên được yêu thương rồi, nhưng mà đây là một ngày đặc biệt mà chúng ta có quyền được nhõng nhẽo và được yêu thương nhiều hơn nữa vào cái ngày này. Nên là cũng như này thì mong rằng là tất cả các chị em chúng ta muốn gì được lấy ngày càng xinh đẹp hơn và sẽ có một ngày là ý nghĩa ấm áp bên cạnh người thân yêu thương ạ. Xin cảm ơn chị Bùa ạ. Đây thì rất là mong mỏi sẽ được thay mặt cho tấm đài đâu cùng với lại Lâm Hà Nam Thông Việt Nam không chỉ chúc cho chị phụ nữ mà còn là chị Vân với anh Ngọc sẽ ngày càng vượt trội hơn nữa, luôn có nhiều sức khỏe để theo đuổi cái đam mê của mình, và đặc biệt là mỗi ngày đều là một ngày được yêu thương bởi người đàn ông của mình, phải không ạ? Xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn chị Vân một lần nữa. Một ngày có thể thành lớn đi ạ.